Lại là một cái cuộc tháo chạy, mà tháo chạy này nó tán loạn, cho nên nó mới đẻ ra cái chuyện mà do cái hiệp định Geneva và muốn chia đôi đất nước. Ông Ngô Đình Diệm nó làm một cái cuộc trưng cầu dân ý rồi truất phế Bảo Đại, một cái thằng mà phản bội ông Bảo Đại ông cử về. Và đấy là cái mối mà Ngô Đình Diệm là gì? Ngô Đình Diệm là Vatican. Anh em Ngô Đình Diệm, năm anh em đó là ngũ quỷ, cùng với là tổng giám mục Ngô Đình Thục, về mà để kéo dài cuộc chiến Việt Nam. Thành ra đó, đấy mới là cái tội của cái miền đó. Bây giờ ông nhìn thấy tất cả những các cái bọn mà làm truyền thông ở môn xa này đó đều là bọn công giáo đấm ngực hết à. Nhìn nó là cái nọc công giáo của nó à. Thành ra đó, đấy mới là cái vấn đề mà bây giờ chúng ta mới biết rằng thì là đã có những các cái, bây giờ tôi thấy những các cái người mà ở truyền thông đó bây giờ họ bắt đầu trưởng thành rồi, và họ bắt đầu bây giờ cái đài nó ế rồi, chơi nhạc chơi nhiếc là nó chọn tất cả những cái bài đó, nó gần như là những các cái cô mà đài phát thanh Little Sài Gòn hay là gì đó, bây giờ họ họ biết cái bộ mặt của Việt Nam Cộng Hòa là thế nào, biết bộ mặt của đất nước là thế nào.